tiếp tục đoạn màu xanh của chú ơi. Ngã tư của trận đạo bán hai của chú. Cắt ngang của đường Mậu Thân. Bên này là chúng ta sẽ hai hướng ha. Một hướng vô cái gang, rồi hướng đi ra bến phà cũ Bắc Cần Thơ. Ngày 20 tháng 10, 2024 của chú anh chị. Đường trận đảo của chú. Khá nặng hạt quý cô chú anh chị. Tại là khoảng 3 giờ chiều. Này là hôm nay là mưa toàn thành phố luôn rồi cô chú ơi. Ngay chỗ này là ngã ba Tự Đức. Đoạn này xuôi ra đường Lê Lai luôn. Chạy vòng quá lại. Đoạn Lý Tự Trọng nha cô chú, đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, phố Cần Thơ. Khu vực này qua bên phải là đường Lê Lai của chú, khu vực đường Lê Lai. Còn này công viên Lỗ Phước của chú anh chị. Trước mặt chúng ta là bệnh viện Đa khoa thành phố.
tên xưa là Bệnh viện Thủ Khoa Nghĩa. Hiện tại là Bệnh viện Thành phố một chút. Trên địa bàn phố Cần Thơ mình khoảng 6-7 bệnh viện. Bệnh viện thành phố, Bệnh viện Đa khoa Trung ương, Bệnh viện Y Dược, Bệnh viện Tim Mạch, Bệnh viện Hoàng Mỹ, Bệnh viện Ung Bú, Bệnh viện về Đột Quỵ, và có 2-3 bệnh viện về sản, Bệnh viện Phương Châu, Bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế. Từ Bệnh viện Đa khoa thành phố mình chạy dài xuống chỗ Bến Kiều luôn cô chú anh chị. Một bên là Châu Nhân Liêm, một bên là Nguyễn An Ninh. Thì theo một các anh các chú cho em cái bình luận bên dưới, thì dọc theo cái bệnh viện đi xuống Phan Đình Phùng là ngày trước là một cái bến xe ha. Hàng bã đậu ha. Hàng bã đậu. Hiện tại nơi đây có cái chợ sắt, chợ trời, chợ An Lạc, chuyên về sắt, thép. Cái đoạn này cô chú chợ An Lạc. Từ bệnh viện thành phố mình chạy thẳng xuống tới Bến Phà Xóm Chài luôn cô chú. Buổi sáng là nước cũng có nước nhiều. Chiều nay dự đoán lên cũng 4-5 giờ chiều cô chú. Đoạn này là giáp của Phan Đình Phùng cô chú. Rồi, tới đường Hai Bà Trưng xin phép quẹo lại cô chú anh chị. Cũng cập nhật buổi chiều nay cho cô chú xem một số hình ảnh về cơn mưa lớn tại thành phố Cần Thơ nha cô chú. 20 tháng 10 2024. Ngay bến phà Xóm Chài luôn cô chú, thẳng xuống bến phà Xóm Chài luôn. Rồi quẹo lại. Ngay chỗ góc đường của Hòa Bình, ngay góc đường của Phan Đình Phùng này cô chú. Đường Nguyễn An Ninh mình chạy lên là ngay góc đường nè, có cái ngân hàng rất là lớn. Có một vị khán giả để cho bình luận cho em là đây là cái hồi xưa đây ngay đây gặp hát. Casino ngay góc này. Thì cô chú biết được cái thông tin chỗ gặp hát này cho em xin về là bình luận bên dưới ha. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Ngay góc đường của Phan Đình Phùng và Nguyễn An Ninh. Từ Bến Phà Xóm Chài mình chạy dài lên khu công viên Lũ Phước cô chú chị. Mưa tiếp tục đổ hạt nặng hạt rồi cô chú ơi. Mày là không có dấu hiệu dừng luôn ha. Tiếp tục rồi. Trên đầu đường trên này là chỗ Hòa Bình cô chú. Thì một vài hình ảnh chiều nay cập nhật thời tiết cho cô chú xem ha. Thành phố Cần Thơ luôn biết ơn, luôn cảm ơn cô chú anh chị để lại những bình luận và like video. Cảm ơn và cảm ơn. Đoạn này là Hòa Bình cô chú ơi, ngay chỗ đầu đường của Hòa Bình công viên Lũ Phước ngay đây. Tiếp tục nặng hạt nha cô chú anh chị.
Cái đoạn ngay bên hông công viên này là kinh doanh về xe đạp rất là nhiều cô chú, phụ tùng xe đạp và xe đạp. Rồi hẹn gặp lại quý cô chú những video tiếp theo ha. Cảm ơn và hẹn gặp lại luôn. Quá trời mưa cô chú ơi. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại luôn.